Quý anh chị tụi Bính Thìn kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, mệnh Sa Trung Thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, quý chị tuổi Bính Thìn sẽ trải qua một tháng được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài yêu ái, quý nhân tương trợ, có nhiều cơ hội đổi đời đại gia, trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý anh chị được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Bính Thìn cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhất. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của người sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn nhé. Người sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn mang mệnh thổ, Sa Trung Thổ, đất pha cát. Sa Trung Thổ là một dạng đất pha tạp nên tính cách của những người thuộc bản mệnh này không đồng nhất, đôi khi tự mâu thuẫn với chính suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên, những người này lại có những ưu điểm nổi bật so với cung mệnh còn lại. Họ là những người điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì nhưng khá bảo thủ. Người mệnh này thường rất ít bạn, tuy nhiên lại chơi rất thân. Có tính yêu tự do, không thích sống khuôn khổ và là người khá nhạy cảm, hiền lành, nhân hậu nhưng cũng có phần đa cảm. Những người thuộc mệnh này có tính cách điềm tĩnh, độ lượng và rất khoan dung, song một vài trường hợp lại khá cứng nhắc và bảo thủ. Thông thường, những người yêu thích sự tự do và phóng khoáng có những sự sáng tạo vượt trội, nhất là trong kinh doanh luôn tạo ra những bước tiến mới. Luôn yêu quý và trân trọng tình bạn, luôn nặng nhiều ân tình với người giúp đỡ mình. Chính vì vậy mà làm bạn với Sa Trung Thổ là điều may mắn đấy. Nhìn bên ngoài, bạn sẽ thấy cung mệnh này khá kiên quyết, nhưng nội tâm phải cố gồng lên mạnh mẽ, trong một số vấn đề lại thiếu đi sự tinh tế vốn có. Với công việc thì lúc quyết tâm mạnh mẽ, mãnh liệt, lúc lại buông xuôi. Đa phần trong xã hội hiện nay, những người sinh năm Bính Thìn đều đóng vai trò quan trọng. Đa phần những người tuổi Bính Thìn thường khá hiếu động và thích gánh vác trọng trách lớn lao. Họ thích khua chiêng trống hay hành sự một cách khoa trương rầm rộ vì tiềm năng trong họ khá lớn và họ nhận biết được điều đó. Người Bính Thìn có tính cách thay đổi khá nhanh. Bính Thìn là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, họ là những người gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Những người sinh năm 1976 lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung, lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc, màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Nhìn chung người tuổi Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn áo mặc, hạnh phúc đong đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm, luôn lo nghĩ mọi việc, cuộc đời những người Bính Thìn rất đáng để được người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Những người này sở hữu đức tính lớn, nên cơ nghiệp được hưởng khá lâu bền. Tóm lại, cuộc đời Bính Thìn sẽ có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển cơ ngơi, sự nghiệp và thành danh. Những thành công rõ rệt và chắc chắn sẽ giúp cho bạn đứng trên đỉnh cao của vinh quang, thường xuất hiện vào thời điểm khi bạn bước vào tuổi 30 trở đi. Mặc dù trước đó có rất nhiều cơ hội đến với bạn, tuy nhiên công danh sự nghiệp cũng không lên cao lắm mà chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, nhưng cũng đủ cho bạn đủ sống để có một cuộc đời dư giả, vui vẻ mà không cần phải lo nghĩ gì về tiền bạc cả. Đa phần những người Bính Thìn thường có một cuộc sống khá phóng khoáng, tự do, sở hữu tính thông minh, hoạt bát, họ luôn có một cái nhìn lạc quan mọi thứ trước mắt và đong đầy, cũng tràn ngập màu sắc. Bạn chỉ cần thấy Bính Thìn vui tươi, thoải mái, chi tiêu, chưa bao giờ thấy họ lo âu muộn phiền bởi họ là một người có cuộc sống sung túc, không lo nghĩ từ nhỏ. Bính Thìn dành nhiều thời gian hơn vào việc phát triển bản thân và hoàn thành sự nghiệp của họ. Họ không bao giờ chán nản, cần buông xuôi,
là luôn biết cách điều hòa mọi thứ trong cuộc sống. Đa số những người tuổi Bính Thìn thường không phải chịu vất vả, thiếu thốn thuở nhỏ mà may mắn luôn mỉm cười với họ. Tuy sở hữu sự nghiệp vững chắc từ sớm, nhưng về tình duyên thì Bính Thìn thường có một con đường tình duyên muộn màng hơn và kém may mắn hơn những tuổi khác. Một phần là do bản tính sở thích ổn định của họ. Một phần do họ kén cá chọn canh nên không tìm được người ưng ý. Cuộc sống tự do, độc lập luôn được những người này để lên vị trí ưu tiên. Bản chất sống phóng khoáng, ăn sâu vào máu và họ tôn thờ chủ nghĩa tự do. Theo tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn có tuổi thọ khá cao, trung bình, từ 80 đến 95 tuổi. Tính cách của những người này nhân hậu, bao dung nên được khá nhiều người yêu mến. Tuổi Bính Thìn sẽ càng gặp nhiều thuận lợi hơn nếu làm việc thiện và giúp đỡ người khác, may mắn sẽ tìm đến với họ nhiều hơn nữa. Và sau đây là tổng quan vận trình tuổi Bính Thìn trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tháng 6 âm lịch tuổi Bính Thìn, dường như bạn không hài lòng với hiện trạng và mong muốn thay đổi tình thế. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, lối tư duy của bạn có phần khác biệt, thậm chí có người cho rằng bạn lập dị, rất hợp lý khi bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Tuy nhiên, nên suy nghĩ mọi thứ một cách thấu đáo, có kế hoạch, đừng để những phút bốc đồng khiến bạn lựa chọn sai lầm. Chính ấn xuất hiện trong tháng mới, nâng đỡ để công việc thuận lợi, khi mọi thứ đi vào guồng quay sẽ đỡ tốn nhiều công sức như trước đây. Thời gian này, tình hình tài chính không có gì đáng phải lo lắng, nghĩ ngợi. Khi mà bạn sống rất tiết kiệm, dù mua sắm gì, bạn cũng cân nhắc mọi thứ khá kỹ càng, luôn suy tính trước sau. Có thể nói, khả năng quản lý tài chính của bạn cải thiện rõ rệt khi mà bạn không còn ham mê mua sắm như trước đây nữa. Bạn quá tốt cũng có khi trở thành điểm yếu, nên học cách điều chỉnh trạng thái cảm xúc trong một số tình huống. Hãy đặt bản thân lên trên, đây hoàn toàn không phải sự ích kỷ mà là điều cần thiết để bạn cân bằng cuộc sống. Chi tiết, từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 6 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới hối hả với nhiều dự định, kế hoạch ấp ủ. Bạn có thể đón nhận một vài tín hiệu vui trong tháng này là kết quả sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian dài vừa qua. Đừng quên chia sẻ điều đó với những người bạn yêu mến. Giải thần ghé thăm, nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu thấu cảm, bạn không cần phải dùng uy lực, nhưng người khác vẫn kính nể, nhiều vận hạn của bạn vì thế mà được lùi xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông, thuận lợi. Những ai đi xin việc nếu không còn quan tâm bề ngoài, ăn mặc thiếu chuyên nghiệp thì cơ hội tìm việc mới sẽ không cao. Bạn nên nhớ rằng hai người có cùng gánh năng lực thì người ta sẽ ưu tiên người có vẻ ngoài thu hút hơn. Nếu bạn giỏi và quá xuất sắc thì đó là một câu chuyện khác vì có thể họ sẽ bỏ qua những khía cạnh còn lại. Thế nhưng bạn cũng bình thường như bao người thì nên biết quan tâm cả trang phục đi làm lẫn đi phỏng vấn nhé. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn khi cần, nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, bạn nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược, sự phát triển bản thân, hãy nhìn lại những gì bạn đã đạt được và cả những gì bạn bỏ ra để có một cái nhìn khách quan nhất. Liệu bạn có đang đi quá nhanh mà bỏ lỡ những chi tiết cơ bản nhất? Nếu bạn biết rút kinh nghiệm và để ý tới chi tiết hơn những điều mà bạn tưởng như không quan trọng, thì kết quả sắp tới sẽ hứa hẹn khởi sắc rõ rệt đấy. Trong thời gian tới, bạn có xu hướng tránh tham gia nhiều quá hoạt động, tụ tập, vui chơi, bạn sẽ dành thời gian ở một mình nhiều hơn để phát triển bản thân. Về mặt tài lộc, tử vi cát tinh hỗ trợ cho con giáp tuổi Bính Thìn, tháng mới có tài lộc, nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về mình, nhiều người làm ăn có lợi, số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong tháng 6 âm lịch này. Tuy nhiên, ngũ hoàng nhập cung chính tây, báo hiệu mệnh chủ trong tháng này sẽ bị tiểu nhân hãm hại, dẫn đến họa kiện tụng, dính dáng tới pháp luật. Do đó, những gì liên quan thì cần phải minh bạch rõ ràng, nếu có tiền trong tay thì ưu tiên trả những khoản nợ còn lãi suất cao, ngay lập tức. Chớ nên để đêm dài lắm mộng, đừng đẩy kéo dài thêm những phiền phức, khi bạn có tiền lại làm việc khác, thậm chí là để cho đi, nhưng cố tình ngó lơ khoản nợ của mình. Có phần thâm hụt tài chính trong tháng này, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính của bạn, nên không hề cảm thấy khó khăn hay rắc rối gì liên quan tới việc này. May mắn là bạn lên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nên lúc này con giáp tuổi Bính Thìn dành dụm được một số tiền chuẩn bị cho những dự định lớn hơn. So với những người khác, thì tình hình tài chính của bạn đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có người mua được nhà, xe trong thời gian này, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc là được người thân hỗ trợ,
nhưng nó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. Về mặt tình cảm, gia đạo, những con giáp tuổi Bính Thìn có sức hút đặc biệt trong thời gian này, nhất là những ai đang độc thân. Nếu biết phát huy tối đa năng lượng tích cực mình đang có, cùng với thái độ tốt, vui vẻ với mọi người, thì cơ hội tìm được người phù hợp lúc này rất cao. Thời điểm này có thể nói, vận đào hoa của bạn đang nở rộ, không khó để bạn có thể kiếm được cho mình một ai đó. Nhưng cũng chớ vì sợ cô đơn mà nhanh chóng trao cho mình sai đối tượng. Các cặp vợ chồng sẽ trải qua những thời khắc đáng nhớ cùng nhau, từng năm qua đi, bạn càng quý giá tình cảm hai người đang cùng vun đắp dựng xây trong suốt thời gian qua. Lúc này, bạn nên tận dụng thời điểm cát khí vượng, khi mọi việc mở lòng mình ra hơn, thì nên tìm cách để mở rộng mối quan hệ, kết giao với bạn bè mới. Điều này sẽ giúp ích cho những dự định tương lai của bạn. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của bản mệnh trong tháng này không nên chủ quan, chỉ cần không chú ý chút thôi là có thể lăn ra ốm vì thời tiết thay đổi thất thường và sức đề kháng của bạn không tốt. Tuy nhiên, chỉ cần bạn chú ý một chút là tình hình cũng khác đi rồi. Mặc dù bạn sinh ra không được khỏe mạnh, thậm chí là yếu ớt, nhưng nếu bạn chăm sóc tốt bản thân, bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh theo năm tháng. Nếu trong năm qua, bạn bận rộn, không dành đủ thời gian chăm sóc bản thân, thì khi vận trình cát lợi, hãy bắt đầu những kế hoạch mới và đừng quên thực hiện chúng từng chút một nhé. Lưu ý là không nên say sưa rượu bia quá nhiều, việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân mà còn nguy hiểm cho người khác khi bạn lưu thông trên đường trong tình trạng say xỉn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 6 âm lịch năm 2023. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, sự nghiệp của Bính Thìn lên bổng xuống trầm trong tuần này. Vì thế bạn làm gì cũng phải hết sức tập trung, chú ý, chớ nên lơ là. Khi được cấp trên khen ngợi, bạn vẫn cần phải giữ thái độ khiêm tốn, nếu kiêu căng thì dễ trở thành cái gai trong mắt kẻ tiểu nhân. Tuần này có thể là một tuần hùng cát đan xen đối với người tuổi Bính Thìn. Đầu tuần dưới sự phù trợ của thiên ấn và chính quan, bạn có thể thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi thì bạn sẽ bị cấp trên hoặc đồng nghiệp gây khó dễ, khiến cho các kế hoạch tiến triển khó khăn. Tình hình tài chính của bản mệnh có chút ít khởi sắc vào cuối tuần, song để kiếm được khoản tiền đó thì bạn sẽ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Nếu bạn cảm thấy chán nản bỏ giờ giữa chừng thì công sức sẽ đổ sông đổ bể, khi cầm đồng tiền trong tay, bạn nên có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên tiêu tốn tất cả cho hoạt động tiệc tùng, giải trí. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa thì bạn cũng đừng bi quan vì sẽ còn những khó khăn trước mắt, bởi cát tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp cho bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ, thậm chí là thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Đại hao là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc là dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm vẫn khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết, chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một thêm rộng. Còn nếu cả hai cùng tích cực và chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tý, Ngọ, tiểu nhân, Tị, Thìn, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số phát tài, 89, 66, 23. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng, nhìn chung tuần này là một tuần khá may mắn đối với Bính Thìn. Bạn không được nhiều cát tinh phù trợ, nhưng bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt, người làm công ăn lương dễ nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. Với người làm kinh doanh, tình hình tài chính có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Chính tài và thực thần là dấu hiệu cho thấy, khoản đầu tư dù mới hay cũ của bản mệnh đều đang sinh lời. Bên cạnh đó, việc hợp tác kinh doanh với đối tác cũng diễn ra khá suôn sẻ. Bạn có thể nhân lúc này để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn vì có mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Giải thần ghé thăm,
Nhờ thế mà bản mệnh có khả năng thấu hiểu, thấu cảm, bạn không cần phải dùng uy lực nhưng cũng khiến người khác phải kính nể. Nhiều vận hạn của bạn vì thế được đổi xa, mang lại cho bạn tháng mới hanh thông thuận lợi. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều, vì thế không ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho người tuổi này nhiều niềm vui. Có thể những hy sinh của bạn từ trước đến nay đã được nửa kia chú ý đến và trân trọng, đối phương cũng đang bù đắp lại bạn một cách tình cảm tương tự. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Hợi, tiểu nhân, Dần, Mùi. Màu sắc may mắn, tím, xanh. Con số phát tài, 09, 35, 62. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 6 âm lịch. Người tuổi Bính Thìn có cơ hội trải qua một tuần cực kỳ may mắn, bản mệnh nhận được sự phù trợ của các tinh nên dễ dàng được phân công nhiệm vụ quan trọng. Lại thêm bản mệnh giữ được đầu óc nhanh nhạy, tỉnh táo nên công việc nào cũng có thể hoàn thành trước dự kiến. Trong những ngày đi làm, người tuổi Bính Thìn cần tránh mâu thuẫn với người quyền cao, chức trọng. Tuần này, bạn cần dĩ hòa vi quý, không nên chuyện bé xé ra to, bởi dù kết quả thế nào thì khả năng bạn vẫn sẽ là người phải chịu thiệt nhiều hơn. Tình hình tài chính khởi sắc rực rỡ nhất vào thời điểm đầu tuần, thậm chí thiên tài cho thấy có người còn phát tài dựa vào may mắn bất ngờ. Bạn không cần phải tốn quá nhiều công sức mà thần tài vẫn chủ động tìm tới cửa. Ngoài ra, sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này có thể kiếm về tiền bạc, danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, bạn không nên ngại gian khổ nhất thời, hiện tại bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng nhận được thành quả đáng mừng bấy nhiêu. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón bạn. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Với các cặp đôi, quan hệ của hai bạn ngày một gắn bó khăng khít hơn, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn dành thời gian hỏi thăm, chăm sóc, động viên đối phương, tương lai đôi bên có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng to, gió lớn. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dậu, Tỵ, tiểu nhân, Mùi, Thân. Màu sắc may mắn, hồng, đen. Con số phát tài, 93, 43, 20. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tuần này là một tuần khá dễ thở đối với người tuổi Bính Thìn, cốt làm bạn chịu tập trung cho công việc của mình thì nhiệm vụ khó khăn đến mấy cũng giải quyết êm xuôi. Còn nếu bạn lơ là thì dễ mắc phải những lỗi sai cơ bản, bị cấp trên trách phạt, nhắc nhở. Tình hình tài chính có khởi sắc ngay từ đầu tuần, do có chính tài và thực thần chiếu mệnh, bạn biết phát huy thế mạnh của mình, chinh phục được khách hàng nên kiếm về lợi nhuận nhanh hơn hẳn. So với đối thủ cạnh tranh, người làm công ăn lương nhận được các khoản thưởng nóng, tiền lương. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh cố gắng trong suốt tuần thì ắt sẽ được khoản tiền dồi dào hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Có điều, Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay, đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời trốn làm việc quá sức. Phương diện tình cảm đem tới cho con giáp này nhiều niềm vui. Bạn nhận thấy những hy sinh của người ấy dành cho mình và cảm thấy vô cùng trân trọng những điều mà đối phương đã làm. Quan hệ hai người có dấu hiệu ngày một gắn bó và khăng khít hơn, tình cảm vợ chồng nhìn chung hài hòa, dù đôi khi có một vài mâu thuẫn nhỏ xảy ra. Sau mỗi lần vợ chồng tranh cãi, bạn nên dành thời gian để suy nghĩ xem mình còn điểm nào chưa tốt để sửa đổi, như vậy thì sau này quan hệ đôi bên mới ít xảy ra va chạm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Thìn, tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Con số phát tài, 78, 45, 21. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, khi con người sống trong xã hội, tất nhiên ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, cần nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Giúp đỡ lẫn nhau cũng là nền tảng của giao tiếp giữa người với người, nhưng làm thế nào để từ mượn trở nên đúng hơn? Chúng ta cần suy nghĩ sâu sắc. Người xưa có câu, mượn gạo không mượn củi, mượn quần áo không mượn giày. Giải nghĩa lời dạy của người xưa, chúng ta sẽ tìm ra một chân lý không cho mượn hai điều đó, không phải là mưu kế mà là nhìn xa trông rộng. Mượn gạo không mượn củi. Mượn gạo không mượn củi, tức là khi người khác gặp khó khăn, họ có thể cho nhau mượn gạo để ăn. Chỉ khi no đủ, con người mới có sức làm việc, tạo ra thu nhập, từ đó mới đứng dậy được. Con người sống nhờ vào ăn, ăn là việc phải làm cả đời, nếu không làm,
thì có nghĩa là đã đến sống hơi thở cuối cùng, thời gian không còn nhiều. Nhà văn Mạc Ngôn đã viết một câu chuyện. Thuở nhỏ, nhà nghèo lại bôn ba hương khói trong nhà, không còn cách nào khác. Mẹ ông đã sang nhà dì hàng xóm mượn gạo, nhà dì không có nhiều gạo, nhưng dì vẫn cắn răng cho mượn bát gạo. Sau vụ thu hoạch, mẹ ông trả lại một bát gạo, nhưng gạo trên bát được chất ngọn lên, tức là trả gạo thì đã nhiều hơn so với khi mượn. Một chuyện rất nhỏ khiến cho Mạc Ngôn nhớ sâu sắc. Mẹ của ông cũng mượn cơ hội này dạy cho con một bài học, lợi ích của việc mượn gạo là rõ ràng. Tuy nhiên, mượn củi thì khác, người đã từng ở quê mới biết, núi Sơn Đông băng nào cũng có củi, vùng đồi núi, nếu không có củi thì cũng có cỏ dại có thể dùng để đun nấu. Hơn nữa, một số người nghèo có thể dựa vào củi để kiếm sống. Chu Mãi Thần của nhà Tây Hán đã chặt củi từ khi còn nhỏ. Ông ấy ở độ tuổi 20 hoặc 30, ông vẫn chặt củi để kiếm sống, ông vừa chặt củi vừa đọc sách. Điều này đã khiến cho bạn trẻ chế giễu ông, vợ ông cũng vì thế mà xem thường ông. Khi Chu Mãi Thần 50 tuổi, ông trở thành quan, cuộc sống của ông bắt đầu thịnh vượng. Sau tất cả những cố gắng, ông đã thành công. Giờ đây nhiều người ở thành phố đã không còn cần chặt củi nữa, mà dựa vào bếp ga, nồi cơm điện, bếp than để nấu nướng. Bất cứ ai có khả năng tính toán đều sẽ lên kế hoạch dự trữ trước một phần tiền ga và tiền điện. Nếu là gia đình không có khả năng giữ lửa trong bếp thì sẽ có điểm nồi hư, bếp lạnh, cho thấy gia vận sắp sa sút. Mượn củi là cách chơi chữ. Sau khi thấy được ý nghĩa thực sự của việc mượn củi, chúng ta có thể hiểu rằng từ chối hết cho mượn thực chất là bắt đối phương phải chặt củi kiếm tiền. Khi bên kia muốn mượn củi, bạn có thể giới thiệu cho anh ta công việc như quét đường, bảo vệ, việc nào cũng được. Nếu bên kia không chịu làm việc, điều đó có nghĩa là họ là một người lười biếng và bạn nên tránh xa họ. Đối với những người sẵn sàng đi làm thêm, bạn có thể đãi họ một bữa ăn, mua vé xe buýt, điều này thể hiện lòng nhân từ của bạn. Đồng thời cũng xem xét tương lai của họ trong cuộc sống, làm việc một khởi điểm đầu hoàn toàn mới trong cuộc sống. Mượn quần áo không mượn giày. Mượn quần áo không mượn giày. Có thể hiểu là khi người khác lạnh, bạn ấy quần áo của mình ra cho họ mượn, đó là một hành động ấm áp. Mặc dù quần áo có kích thước khác nhau nhưng vẫn có thể mặc. Còn giày nếu quá cỡ nhỏ hoặc quá cỡ to, mọi người sẽ không thể mang chúng. Tất nhiên, đôi giày có ý nghĩa đặc biệt trong những dịp khác nhau và có thể tùy ý mượn. Thời xưa, phụ nữ có chân bó gót sen 3 tấc và giày rất đặc biệt. Nếu giày của một người phụ nữ bị lấy đi, cô ấy sẽ rất bối rối. Thời gian trôi qua, phụ nữ không còn bó chân nữa, không còn gót chân sen 3 tấc và người ta có yêu cầu cao hơn đối với giày dép. Có người nói, hôn nhân cũng như đôi giày, đi vừa hay không tự biết. Ai đó cũng nói, một đôi giày tốt sẽ đưa bạn đến nơi tuyệt vời. Có những thứ tương đối riêng tư trong đôi giày. Có những thứ tình yêu không thể chứa bên thứ ba. Nói cách khác, đôi giày được cho mượn, giống như một hạt cát được cho vào trong giày, một đôi giày thoải mái chính là trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp. Nếu bạn cho mượn chúng thì sự nghiệp của bạn sẽ không suôn sẻ, đồng thời cũng gây ra một số ảnh hưởng về mặt tâm lý. Về lâu dài, bạn phải mua đôi giày của riêng mình và tự đi trên con đường của mình. Thời xưa có một vị vua, hàng ngày buồn phiền nên đi khắp nơi để tìm kiếm những người vui vẻ. Ông đến nhà của một hoàng tử và đại thần, thấy ai cùng ăn ngon mặc lụa, nhưng họ không vui. Ông về một vùng quê, gặp các bác nông dân đang làm đồng vừa hát, đột nhiên ông phát hiện ra rằng người nông dân không đi giày. Hóa ra những người hạnh phúc chân trần cũng vẫn thấy hạnh phúc. Đúng vậy, trong lúc khó khăn nhất, đi chân trần vài bước cũng không sao, chỉ cần đừng giả bộ ngủ, đừng đứng yên một chỗ. Con người khi giao tiếp với nhau cũng phải dựa vào các đối tượng bên ngoài như là một tài liệu tham khảo, đối chiếu để thấy rõ bản chất. Nếu là người khác mượn cái gì liền cho mượn, hiển nhiên là họ sẽ có thể không động não mà làm việc. Nếu bạn giúp đỡ một kẻ lười biếng, có khi họ sẽ không cảm kích mà còn đòi hỏi nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó bạn không sẵn lòng giúp đỡ, đối phương sẽ cho rằng bạn quá keo kiệt. Đáng ghét nhất chính là đối phương vay tiền không trả, còn giả làm đại gia. Với những người không muốn đi, bạn kéo mạnh đến đâu cũng là vô ích. Ngược lại, đối phương sẽ liên lụy bạn. Nếu bạn bước đi thay cho người khác, bạn sẽ đánh mất chính mình. Mượn đông, mượn tây đều phải có tâm nhãn nhìn bản chất qua hiện tượng, kẻo bị lợi dụng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị
đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.